Nè, nhanh lên, đường đang vắng, tranh thủ đi, anh giờ thôi. Cái khăn mình mặc vào đâu? Bọn mày có bao nhiêu tiền người hết ở đây? Tao là cướp. Cướp mất trái tim, em là cướp. Đấy, em thấy không? Cái thằng cướp, cướp ăn một cái tắc điện ngay. Chỉ là không nhớ cùng thôi, sao nó không phải đây. Xúc xích cái video hoàn tốt rồi đây. Ủa, anh Tài 10 đâu? Sao hôm nay người khác tới giá vậy? Tao bên chỗ khác mà. Bấm xuống phù coi nè. Ôi, anh ơi anh, cái xúc xích với lại cá viên này nó hơi thối hết rồi. Bên em không nhận đâu anh ạ. Nó nhỏ thôi mày. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó hơi nó thối hết rồi mà sao không? Đặt giá rẻ chỉ có vậy thôi. Không không, em không nhận đâu. Nó hơi như này thì sao mà bán cho khách? Khi nào thì cù đáy vậy thôi. Sao bây giờ có lấy không? Sao có chuyện gì đấy? Sốc, anh cho cá viên với lại xúc xích nhưng mà nó hơi như thế này thì sao mà bán cho khách? Bao nhiêu? 200. Này, tiền này, mày nhớ đến nhá. Nhìn thế là tốt đấy. Nó bú 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 kia, để chỗ kia chứ. Tránh ra, nhìn mặt từ chủ cả, ai ngờ cũng làm thuê làm mướn. Ủa sóc, mình làm xúc xích với lại cá viên thối như này về thì sao mà mình bán cho khách? Có gì đâu, nó chỉ thối một chút thôi, mình chiên lên, làm hết cái khoảng thơm ngay. Không, ý anh là cái cá viên với lại xúc xích này nó thối như vậy thì sao mà anh làm cho khách, với lại nó bị ảnh hưởng tới bán của em nữa. Anh nói thế thì tội em quá. Em làm cái việc này á thì được đồng số các bạn nào đâu. Em làm vì em hay vì ai? Làm vì anh với thằng Bi á. Ủa, hai bọn anh thì liên quan gì? Bây giờ em nói thật với anh luôn, em làm như vậy để có tiền để em trả lương cho anh với thằng Bi, để tăng lương cho anh với thằng Bi. Mà anh có tiền á để anh lo cho gia đình, lo cho bản thân. Không không, anh không cần tăng lương đâu. Em suy nghĩ kỹ lại đi, bây giờ em nhập xúc xích cá viên sạch về em bán thì em vẫn lời như thường mà. Anh không làm cái việc này đâu, thức đức lắm. Ôi trời, anh Tân ơi, em nói cho anh nghe nè, anh làm đầu bếp á thì anh chỉ có việc chế biến, chiên rồi đem ra cho khách. Em làm kinh doanh là chuyện của em, có anh nói gì anh đâu mà làm thì gớm. Nhưng mà anh thấy việc đó thức đức lắm, anh không làm được đâu. Thế anh không làm được nữa hả? Không được thì nghỉ. Ôi trời ơi, làm như cần lắm á. Ôi trời ơi, làm thế là muốn cũng như là ông chủ về chủ á. Đang không cần nhá. Ừ, nếu em đã nói vậy thì anh xin nghỉ. Ôi trời ơi, nghỉ thì mất tháng lương nhá. Làm như tôi cần lắm, nghỉ thì khỏi trả lương. Ủa anh Sóc, người ta ăn cà phê xúc xích thôi, lỡ người ta đau bụng, người ta báo ăn bất minh thì sao? Mày ngu lắm. Tao á chỉ có việc nhập hàng về thôi, còn cái chuyện chế biến á là của thằng Tuân, có gì thằng Tuân chịu hết. Ê mày, quán nó bán xúc xích cá viên mà có súng kìa mày, thế sao mà ăn cướp được? Thôi bây giờ đi, tao với mày vô quán nó giả bộ ăn thử xong rồi thăm dò tình hình sau được không? Ừ được thì đi. Đi. Ê mày, mày cười cái này ra đi, không có nhận ra bây giờ. Ủa, lại quá. Cho anh hai cái xúc xích chiên với lại một xiên cá viên nhá. Hai anh ơi, hai anh ra ăn này. Ủa, hai anh này nhìn quen quen. Quen cái gì mà quen, ai quen? Hai anh ăn cái gì nào? Ở chỗ mày có món gì? Quán em gì cũng có, nhiều hơn trên Shopee. Cá viên bọn em đem đi chiên bán 10.000 một xiên. Bò viên cũng đem đi chiên bán 10.000 một xiên. Mực viên cũng đem đi chiên bán 10.000 một xiên. Xúc xích đất nhập khẩu cũng bán 10.000 một xiên. Ủa lộn, bán 10.000 một cây. Thử lời cho người ta hai cái xúc xích 100 cây đi chiên. Let's go! My skin say hot, don't know. What?
ra cho cái anh mập mập ngồi kia đi. Dạ. Dạ có anh mập mập đây. Cho tao mập này. Tao muốn chết quá. Thôi, chất in một cái. Chất in đăng Facebook nào. Đi ăn xúc xích cá viên một mình. Ok rồi, bây giờ bốc thôi. Chà, hai cây xúc xích ngon lành cả đảo quá. Nắm chìm trong tương ớt để ăn mới được. Ngon ghê. Rồi bếp được cho thêm 2 cây xúc xích nữa. Ủa anh trai nói gì vậy anh trai? Anh trai nói rõ hơn xíu đi. Cho thêm 2 cây xúc xích nữa. Nè, 2 cây xúc xích xong rồi nè. Cầm ra cho anh mập mập kia đi. Nè của anh. Mày nói của anh mập mập nữa tao tát mày chết. Mày ốm quá nhỉ? Mày ốm hơn tao, mày kêu tao mập. Cầm ra cái bàn mà có cái anh mập mập đồ bên kia kìa. Ôi trời ơi. Bro. Ừ, tao thấy không ổn rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Tao thấy tao mày nên bỏ cái nghề này đi. Chứ làm cái nghề này sớm muộn đi bốc lên à. Thôi ăn xúc xích cho lành. Em ơi, tính tiền ở bàn kia đi em. Không, em là đầu bếp, em tính tiền ạ. Thế là tính tiền? Anh là em tính tiền ạ. Em tính tiền ạ, em tính cho anh bàn kia hết nhiều em. Dạ, bàn của anh là 50. 50 hả? Ê, còn dư 50 cho em luôn á. Dạ, đúng rồi. Tính tiền em. Dạ, bàn anh 50. 50 đúng không? Đây, 30 với 50 tiền thằng hồi nãy. Thôi, anh rồi đó. Ở chỗ mày xong rồi bị đau bụng là sao hả? Ê, cái thằng mập kia mày mập như lợn á, mày ăn được thứ trên đời rồi mày bị đau bụng mày tới đây ăn vạ tao hả? Đây đây đây, tao giận ăn than tự tao quy chính mày lên đây. Hôm qua anh có bị đau bụng không anh? Ờ, thì hôm qua anh ăn xúc xích với lại cái viên chiên ở đây về thì cũng có bị đau bụng. Đấy, mày thấy chưa? Anh tháng tự tê quy chính bậy ăn cũng bị đau bụng. Huống chi tao. Không phải do xúc xích ở chỗ mày thì ở đâu? Bây giờ anh bắt thằng này lên phường đi anh. Ê, tao không liên quan nha. Mày vô mày bắt thằng đầu bếp á, thằng đầu bếp chế biến á. Mày vô mày bắt ơi. Bắt thằng đầu bếp. Ủa cái gì vậy? Thả tao ra, tao có biết cái gì đâu mà bắt tao. Thả ra. Đúng rồi, bắt nó đây, cho nó hành gì, nó làm nó nhầm đồ bẩn gì đâu bán á. Anh Vi bán xúc xích thối và cá viên thối của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Ông chứng đâu? Ông nó ra, đi chứng đâu? Mày muốn biết nhân chứng và bằng chứng đâu đúng không? Đây, nhân chứng đây. Em đâu có biết cái gì đâu không chứ em nghe lén thoáng là sắp nó nhập cá viên với lại xúc xích thối về để nó bán. Em chỉ là đầu bếp, em chỉ nấu thôi, em đâu có biết cái gì đâu. Không thì anh hỏi thằng Vi đi nè. Có đúng không? Em nói thiệt, em không nói giỡn đâu. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra, nếu đúng như là các anh nhập hàng thối về thì làm như vậy là rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Đặc biệt là những lứa tuổi người ta hay ăn xúc xích và cá viên chiên là học sinh, rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta, hiểu chưa? Dạ. Đúng rồi. Ôi, mấy cây xúc xích này với lại đống cá viên này thối quá. Mình bỏ bì, mình mang đi bán cho thằng Sóc.
đồ thối mà chú em cũng dám tuồn ra thị trường. Chú em hơi bị chơi lớn rồi đấy. Ôi anh ơi, không biết chứ đâu anh ơi, tại sao kêu em bán cá chiên thối với lại xúc xích thối giá rẻ, em không bán bọn đấy thì ổn. Thế là em bán cho nó để kiếm được một chút đồng. Tội của em khá là nặng đó, nhưng mà em sẽ được giảm án. Với một điều kiện, đấy là em phải đứng ra làm nhân chứng để giúp anh mặt trần và bóc phốt thằng sóc, ok không? Ok. Bây giờ thì mời anh em chúng tôi lên phường. Hey!